Ngày 10 tháng 8, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt đối với Lý Minh Vĩ, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú huyện Bình Chánh, về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền là 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công an đang củng cố hồ sơ xử lý với một số đối tượng khác về hành vi nói trên. Theo điều tra, ngày 8 tháng 8, Vĩ đăng tải hình ảnh một người đang leo cầu thang hướng lên trời kèm theo nội dung là bắt thang lên hỏi ông trời, chứ tiền hỗ trợ có đòi được không? Vào nhóm Facebook, tôi là dân Vĩnh Lộc. Qua làm việc, Vĩ khai do giãn cách xã hội ở nhà rảnh nên đăng tải thông tin trên lên mạng cho vui. Đáng nói, Vĩ đã nhận được 1,5 triệu đồng là tiền hỗ trợ dịch Covid-19 từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A. Vĩ thừa nhận hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương. Sau khi cam kết không tái phạm, Vĩ đã xóa dòng trạng thái trên và đăng tải bài viết đính chính trên nhóm Tôi là dân Vĩnh Lộc.